Em xin kính chào quý anh chị đã đến với kênh Trang Nhà Phố. Hôm nay em muốn giới thiệu tới quý anh chị một ngôi nhà 3 tầng nằm tại Phước Hải của thành phố Nha Trang. Ngay trước mặt quý anh chị đây, ngôi nhà này có diện tích là 37,9 m², có chiều ngang là 4,8 m và chiều dài là 8 m. Nhưng ngôi nhà được thiết kế rất là rộng nha quý anh chị, có hướng đông bắc ạ. Ngôi nhà 1 trệt 2 lầu bao gồm có 4 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh, 3 nhà vệ sinh. Và hiện tại chủ đang đưa ra với giá là 2 tỷ 900 triệu đồng ạ. Chủ nhà sẽ để lại toàn bộ nội thất đã có sẵn tại ngôi nhà này rồi nha quý anh chị. Vâng, một cái giá rất là hấp dẫn ạ cho một ngôi nhà ở một cái vị trí rất là đẹp, sát cạnh với chợ Đồng Nai và chợ Cóp Mắc và sát với đường lớn đường Tố Hữu nha quý anh chị. Và đây, trước mặt quý anh chị đây đó chính là đường Tố Hữu. Thẳng đi thẳng trước mặt lên khoảng độ 100 m thôi là sẽ đến siêu thị Cóp Mắc của thành phố Nha Trang nha quý anh chị. Và đây, xung quanh đây thì đang có rất là nhiều quán cà phê, các cái công ty xí nghiệp như trường mầm non hay là các quán ăn. Và đi ra phía bên trái này là sẽ đi ra đại lộ Võ Nguyên Giáp nha quý anh chị. Và ngôi nhà mà em muốn giới thiệu cho quý anh chị nằm trong cái hẻm này ạ. Từ đây và vào vị trí ngôi nhà chỉ tầm 10 m thôi nha quý anh chị. Đây, xung quanh đây thì bán rất là nhiều đồ ăn ạ. Hơi chật một chút nhưng khi đồ ăn dọn dẹp thì sẽ rất là rộng luôn ạ. Đây, từ cái vị trí em đứng lúc nãy ngoài đường mà đi vào ngôi nhà chỉ 10 m thôi nha quý anh chị. Đây, ngôi nhà mà em muốn giới thiệu tới quý anh chị đây. Chiều ngang 4,8 m, gần 5 m ạ. Nên là ngôi cảm giác ngôi nhà này có diện tích nhỏ nhưng mà thiết kế rất là rộng ạ. Cái con hẻm thì là hẻm xe máy thôi nha quý anh chị. Nếu mà quý anh chị có xe hơi thì khả năng là sẽ phải gửi bên phía bên ngoài ạ. Vâng, và đây là không gian của phòng khách ngôi nhà. Ngôi nhà xây khá là cao nên là khi mà thiết kế nhìn rất là rộng ạ. Cái bề ngang 4,8 m, gần 5 m và chiều dài 8 m thôi. Nhưng mà khi vào ngôi nhà này mình cảm giác thấy rất là rộng luôn nha quý anh chị. Quý anh chị mà quan tâm là có thể đến trực tiếp thì quý anh chị sẽ cảm nhận được ạ. Và đây là không gian phòng bếp. Thì quý anh chị nếu sau này về mà muốn gắn thêm tủ bếp trên thì quý anh chị có thể thiết kế thêm nha quý anh chị. Và ở phía tầng này thì có thêm một nhà vệ sinh nằm ở phía bên trong này đây ạ. Trong nhà vệ sinh thì cũng đã có đầy đủ tất cả các trang thiết bị nhà vệ sinh rồi nha quý anh chị. Trong ngôi nhà này thì cũng đã có một số nội thất cơ bản rồi. Và chủ nhà sẽ để lại toàn bộ những cái nội thất đã có sẵn tại ngôi nhà này. Và quý anh chị có thể thiết kế thêm tùy theo ý thích của quý anh chị nhé. Vâng, đây là không gian của phòng khách. Nhìn rất là rộng phải không ạ? Ngôi nhà chỉ có diện tích là 37,9 m², gọi làm tròn là 38 m² thôi. Mà cảm giác rất là rộng luôn ạ. Và có hướng đông bắc nha quý anh chị. Và ngôi nhà này thì là 1 trệt và 2 lầu. Bây giờ thì em sẽ đi lên trên tầng trên cho quý anh chị được xem. Ở dưới tầng trệt này thì sẽ chỉ có phòng khách và khu vực nấu ăn thôi ạ, khu vực nhà bếp. Còn lại là phòng ngủ thì sẽ ở phía tầng trên. Cái hẻm trước nhà này rộng tầm 2,5 m cho đến gần 3 m thì chỉ để được xe máy thôi nha quý anh chị. Hai xe máy đi lại thì thoải mái, còn lại ô tô thì phải để bên ngoài ạ. Nhưng mà được cái là rất là gần với đường Tố Hữu, chỉ đi 10 m là đã vào đến ngôi nhà này rồi ạ. Vâng, tiếp theo đây là khu vực tầng trên, dưới chân cầu thang gia chủ có thiết kế một cái khu vực để đồ rất là hợp lý luôn ạ. Và tại đây thì sẽ có 2 phòng ngủ nha quý anh chị và có một nhà vệ sinh ở giữa. Trong phòng ngủ thì đã được sắp lắp sẵn điều hòa và các trang thiết bị điện rồi nha quý anh chị. Quý anh chị chỉ cần về và làm thêm nội thất như tủ và giường nữa là ok ạ. Và đây có một nhà vệ sinh ở giữa hai cái phòng này. Trong nhà vệ sinh thì cũng đã có đầy đủ các trang thiết bị rồi ạ. Đây ạ. Ngôi nhà mới tinh nha quý anh chị. Mới xây xong nha quý anh chị. Không gian của nhà vệ sinh thì cũng nhỏ gọn thôi nhưng mà đầy đủ công năng luôn nha quý anh chị. Và tiếp theo phía ngoài này đây có thêm một phòng ngủ nữa ạ. Ở khu vực này thì có hai cái cửa sổ rất là thông thoáng luôn. Cấp ánh sáng cho cả ngôi nhà luôn. Rất là thông thoáng luôn ạ. Và trong phòng thì cũng đã đều được lắp điều hòa rồi nha quý anh chị. Ở tầng này thì sẽ có 2 phòng ngủ ạ. Và ngôi nhà thì có tổng cộng là 4 phòng ngủ nha quý anh chị. Và có 3 nhà vệ sinh. Đây ạ, mỗi phòng ngủ thì đều đã được ngăn ra. Nhìn rất là đầy đủ công năng nha quý anh chị. Mặc dù là chỉ có diện tích là gần 38 m² thôi. Nhưng mà ngôi nhà cũng đã được thiết kế
để có thể cho khá là đông người, khoảng độ 5-6 người đều có thể ở được nha quý anh chị. Tiếp theo bây giờ em sẽ lên tầng trên cho quý anh chị có thể nhìn thấy rõ hơn. Ngôi nhà ở một cái vị trí rất là đẹp ạ, ở trung tâm của thành phố Nha Trang luôn. Nhưng mà có một cái nhược điểm, đó chính là con đường đi vào thì hẻm nhỏ. Nhưng mà bù lại thì lại sát với đường lớn nha quý anh chị. Đây, đây là khu vực tầng trên. Tầng tầng trên này cũng sẽ có hai phòng. Thì với khu vực tầng trên này, quý anh chị có thể thiết kế một phòng làm phòng thờ được nha quý anh chị. Và đây là một phòng ngủ cũng đã được sắp sẵn điều hòa rồi nha quý anh chị. Trong nhà thì chủ nhà cũng thiết kế đơn giản thôi ạ, không có gì là cầu kỳ nha quý anh chị. Đây, một cái nhà vệ sinh cũng giống như tầng dưới, cũng đầy đủ các cái trang thiết bị, đầy đủ công năng luôn. Và tiếp theo phòng phía bên cạnh này, phòng bên cạnh này thì tùy quý anh chị có thể thiết kế, có thể làm phòng thờ hoặc là có thể là làm phòng ngủ, tùy quý anh chị nha. Và có thêm một cái khu vực phía bên ngoài này, đây là khu vực để máy giặt và để giặt đồ, phơi đồ nha quý anh chị. Ngôi nhà chỉ có chưa đầy 38 m2 mà chủ nhà thiết kế cảm giác ngôi nhà rất là rộng phải không quý anh chị? Và bây giờ thì em sẽ bật cái Google Map lên cho quý anh chị có thể hình dung rõ hơn về cái vị trí ngôi nhà này nhá. Ngôi nhà nằm ở một cái vị trí rất là gần các cái tiện ích luôn. Đây, ngôi nhà nằm ở vị trí định vị màu xanh, em ghim đây nha quý anh chị. Nằm tại trung tâm của thành phố Nha Trang. Và nhược điểm lớn nhất của ngôi nhà đó là cái hẻm nhỏ. Hẻm chỉ có hẻm xe máy đi vào được thôi. Nhưng mà bù lại thì lại sát với đường Tố Hữu. Và cách đường Tố Hữu chỉ 10 mét thôi ạ. Chúng ta đi vài bước chân là đã đến ngôi nhà rồi. Nên là nếu mà quý anh chị có xe hơi thì có thể thuê một cái vị trí đỗ xe ở phía bên ngoài nào đấy, là chúng ta vẫn có thể sở hữu nếu mà nhà quý anh chị có xe hơi. Đây, đây là con đường Tố Hữu sát với ngôi nhà nha quý anh chị. Và xung quanh đây thì có rất là nhiều các tiện ích ạ. Từ vị trí ngôi nhà mà đi ra siêu thị Copmark Nha Trang chỉ tầm 100 mét thôi ạ. Và xung quanh đây thì rất là gần chợ Đồng Nai này, trường tiểu học này, sát với chung cư của VCN này. Rất là nhiều các cái tiện ích ở đây nha quý anh chị. Xung quanh đây có rất là nhiều các cái trường, từ tiểu học cho đến trường cấp 1 hay nhà thờ. Nói chung là khu vực này là tiện ích rất là nhiều luôn nha quý anh chị. Nếu mà không phân vân về cái hẻm nhỏ thì quý anh chị di chuyển đi tất cả những cái vị trí khác rất là gần luôn ạ. Ra chợ Đồng Nai cũng chỉ tầm 50 cho đến 100 mét thôi ạ. Và sát với đường Tố Hữu này đây nha quý anh chị. Khu vực này thì gọi là rất là nhiều các cái tiện ích. Buổi tối mà đi ra đây là rất là nhiều các những cái quán ăn, quán ăn vặt cho đến những quán ăn nhà hàng sang trọng. Thực sự là một cái vị trí rất là đẹp luôn ạ. Và hiện tại chủ nhà chỉ đưa ra với cái giá là 2 tỷ 900 triệu. Ở một cái vị trí rất là nhiều các cái tiện ích như thế này đây. Đây, con đường Tố Hữu trước mặt quý anh chị rất là rộng luôn ạ. Và làn đường nối từ Võ Nguyên Giáp bắt đầu đi vào thành phố Nha Trang. Đây là một trục đường chính từ Diên Khánh đi vào Nha Trang luôn nha quý anh chị. Đây, và xung quanh đây thì có rất là nhiều các quán ăn, quán tạp hóa, rồi đến các cái quán ăn vỉa hè như thế này đây. Do hiện tại buổi sáng đang có nhiều quán ăn nên là cảm giác cái đường này hơi hẹp một chút. Nhưng mà khi đi vào, khi họ đã dọn sạch sẽ thì là vào cái ngôi nhà sẽ rất là rộng, sẽ rất là gần luôn nha quý anh chị. Đây, một ngôi nhà 38 m2, có chiều ngang là 4,8 m và chiều dài là 8 m. Một trệt, hai lầu, cùng có 4 phòng ngủ và có 3 nhà vệ sinh hướng Đông Bắc. Và quý anh chị quan tâm thì xin hãy liên hệ với em Trang theo số điện thoại 0981 881 499 để em có thể dẫn quý anh chị đi đến tận nơi xem trực tiếp và cảm nhận được cái vẻ đẹp của cái ngôi nhà này. Ngôi nhà này có thể là sẽ phù hợp hoặc là chưa phù hợp với một số quý anh chị đang xem video, thì xin quý anh chị hãy cứ liên hệ cho em Trang theo số điện thoại em để trên màn hình, cho em biết được nhu cầu của quý anh chị đang là gì, cần tìm nhà ở khu vực nào và cần với mức tài chính đang là bao nhiêu, thì em sẽ tìm những sản phẩm phù hợp nhất để gửi tới nha quý anh chị ạ. Vâng,
Và vừa rồi là toàn bộ nội dung liên quan đến ngôi nhà mà hôm nay em muốn giới thiệu tới quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết video của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở trong những video tiếp theo nha.